Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đã đến với chương trình Lạ Lắm À Nha. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi như thường lệ được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ tư hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Và thưa quý vị, một chương trình về âm nhạc như thế này, chúng tôi đã lựa chọn bài hát, phối bài hát, mời những vật bí ẩn, mời những người chơi, và chúng tôi phải sắp xếp mọi thứ cho hợp lý, cũng như là tìm mọi cách để mang lại nhiều tiếng cười cho quý vị. Ngày hôm nay chúng tôi mời tới đây những gương mặt rất trẻ được nhiều người yêu thương. Xin giới thiệu Trịnh Thăng Bình. Đẹp trai không? Đẹp trai không? Thằng bé kia vỗ tay mà vỗ tay thêm á. Sau khi tất cả ngừng rồi bả. Trời ơi, mê lắm hả con? Ngày hôm nay mặc có bộ vest cũng đẹp ha. Dạ, yeah, đâu đẹp bằng anh. Anh là có một bộ từ đầu tới cuối chương trình thôi. Ồ vậy hả? Đấy, logo chương trình nè. À ok, dạ yeah. Đó, anh là người của chương trình mà. Được, hợp với anh. Sau cái hồi nãy anh đi ngang phim trường nè. Anh đi ngang công việc, anh đi bước qua phim trường bên kia, có mấy bé ở xa chạy tới. Chú, bán bong bóng hả? Giống như mấy người làm bong bóng mẫu đó, tạo hình bong bóng đó. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi mời ngoài Trịnh Thăng Bình ra còn hai nhân vật nữa. Xin giới thiệu ca sĩ trẻ Tăng Phúc. Giống nhóm nhạc quá ha. Em là giống như dancer á. Với lại Khánh Tiết ở nhà hàng Hoa. Bị trang luôn á. Sao vậy anh? Tại do có cái tà nè. Giống mấy bạn mà xách vali giùm khách á. Trước nhà hàng hay có. Không, cái này là để lau bàn. Lau bàn hả? Đây là cái thiết kế nó vậy mà phải không? Cái xếp nó vậy phải không? Dạ, nó xuống bên này. Tại đón lên cho đỡ đi, đỡ dướng chân, tôi dắp té. Thì cũng một nhân vật nữa xuất hiện. Là một người anh em với Nam Kỳ đang trường. Theo học đang trường và đã trưởng thành. Xin giới thiệu ca sĩ Trung Quang. Trong cuộc đời của chúng ta có bao giờ hát với một người mà mình không nhận ra họ là ai chưa? Chưa. Chưa đúng không? Không biết sao mà quen hát chung được anh. Thì chưa quen mà chắc ít khi nào mà mình hát chung một sân khấu với một người mà mình không quen lắm. Nếu như Trịnh Thăng Bình hát mà Lee Kim Cương đứng bên kia hát chung thì có nhận ra không? Nếu mà là bạn Lee Kim Cương thì em phải nhận ra, tại vì em làm việc với bạn. Rồi giọng hát của bạn thì em cũng làm trong phòng thu, em cũng kiểu mà nghe rất là nhiều. Trong cái khâu mà khi mà mình hậu kỳ cho cái ca khúc của bạn ấy nên mình biết nhiều. Thưa quý vị, đã từng có trường hợp anh em thân thiết sau chương trình này tan vỡ. Vì Khánh ngày hôm trước ngồi chơi với lại Hữu Tính, ngày hôm sau quay chương trình này không nhận ra nhau. Tại có nhiều khi người ta chơi với nhau nhưng người ta chưa đi hát karaoke với nhau. Chơi gì cũng hát ca đó. À vậy hả? Vì Khánh ngồi cũng khoe, ngày hôm qua ảnh mới ngồi đờn em với ảnh hát chung. Xong lên chương trình này không nhận ra. Bây giờ thì phải bút xóa tên ra rồi. Không còn gì đó, bạn bè nữa, hết bạn bè. Trung Quang là thiên về dòng nhạc trữ tình hơn đúng không? Dạ vâng ạ. Nếu lát nữa hát một cái bài nào đó với một ca sĩ nào đó mà không phải thiên về trữ tình thì mình bao nhiêu phần trăm chiến thắng để nhận ra được họ là ai? Em có biết nhiều ca sĩ nhưng mà em nghe nhiều nhạc cho nên là chắc cũng khá. Câu này được, chúng tôi tua đi tua lại nhiều lần nếu mình thất bại. Biết nhiều ca sĩ mà nghe nhiều lần nhạc. Không, nhưng mà chỉ sợ nhất là chương trình gài, chương trình bóp méo cái tiếng thì mình không nhận ra được. Hát là tiếng thật. Hát tiếng thật. Chỉ khi nói chuyện mình mới dùng sao phép để mình đi đi thôi, còn hát là phải thật chứ. Nếu như bên kia bức tường là anh đang trường nhận ra không? Chắc chắn á. 100%. Hôm nay có ai tự cho nên cái thời gian khẳng định là ngày hôm nay ba bạn sẽ thua đó. Hôm bữa em xem tập đầu tiên em đoán được hết á anh. Em đoán là tại vì em xem TV em thấy hình ảnh bên đây. Cái lần đầu em xem nhưng mà lần sau em giả bộ em ngồi ở một góc, em kêu nó kêu mấy đứa bạn ở nhà bây giờ tụi bay ngồi đi coi, tao đang nghe cái giọng tao đoán được. Nhưng mà nếu mà là ca sĩ thì cái giọng đặc trưng sẽ dễ đoán, nhưng mà diễn viên hay là gì đó thì chắc là khó. Là muốn hát với ca sĩ hay muốn hát với diễn viên? Em hy vọng là muốn hát chung với ca sĩ để có thể dễ đoán hơn. Chắc không? Như Quang Nam cũng nghe nhiều nhiều thể loại, nghe nhiều ca sĩ nhưng nghe cái giọng đặc trưng là em đoán được. Trời, hay quá trời. Như vậy là hai bạn hai bên là khẳng định là đoán được. Bình sao? Em lên chơi có tụ thôi. Chơi có tụ thôi hả? Chơi có tụ thôi. Chứ còn thua hay thắng không quan trọng. Không quan trọng, chơi có thôi, chơi vui. Khả năng cái người chơi vui này là người thua trước nè. Không phải giỡn chơi đâu nha. Ai muốn hát trước à? Hôm nay
nói gì hết trơn. Ai biết đâu. Mọi người có vẻ im ắng quá anh à. Thôi vậy hai em, ai muốn hát trước hát đi. Em định để cho anh Bình có được bốc thăm không anh? Không. Thì Bình nói thôi để hai em hát đi. Thì giờ hai em ai hát? Các bạn muốn ai hát trước ạ? Muốn Tài Phúc hát trước đúng không ạ? Không, mình về cho anh Giang hát trước đi. Mời em. Thôi, về đây hát trước ạ. Em về ngồi, em về ngồi. Đó. Và Phúc sẽ là người hát trước. Thưa quý vị, màn trình diễn sau đây mang lại nhiều tiếng cười hay nước mắt dành cho Tăng Phúc. Chúng ta sẽ được biết phong vài phút giải lao. Wow. Thua. Nhưng mà giờ chỉ có thông tin nói cho Phúc thôi. Tính về cái chiều cao của bạn trong lúc này á là phải là 1m85. Tại vì đỉnh đầu đến, từ đỉnh đầu đến cái đèn này cũng gần lắm. Cao. Là tính luôn cái nồi phải không? Tính luôn cái nồi á. Ừ. Mình đang đổi cái nồi ha. Ờ, đổi cái nồi. Về em ơi thật là đón nở trang. Ô tang ô tang tình tang tình y tang tình. Ô tang tình tang. Ba thương ăn nói dịu dàng. Bốn thương bốn thương mong. Ô tang ô tang tình tang. Nghe giọng biết ai đúng không? Không đoán được thì quá dở. Không đoán được là quá dở luôn. Em nghe rất là quen. Rất quen luôn. Cho một cái tên ạ. Em chưa biết. Em chưa biết. Không biết phải người quen không nên hỏi thăm. Quen. Cùng thời với anh ấy. À, bây giờ em hãy giúp anh nói một chữ này được không? Em nói chữ chồng. Ôi coi chừng nha, gà ấy nha. Ê, nguy hiểm nha. Quý khán giả thân yêu đang đến với là Lâm à nha. Quá dễ đoán. À, em nghe giọng em biết ai đó anh. Chơi đàn ông đi ha.